Xin chào mừng cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay Lang Thang Sông Cầu đang có mặt tại Lăng Bà, Phước Hậu. Và bây giờ thì Lang Thang Sông Cầu sẽ quay lại cái không khí mà các cô chú trong bản lạch của Lăng Bà, Phước Hậu chuẩn bị đi ngân ông ở ngoài biển để chuẩn bị những ngày hát lăng, ngày lễ hội cầu ngư của bà con nhân dân khu phố Phước Hậu, phường Xuân Đài. Ai cho ta xem nha. Đây là cái khu vực này, là cái khu vực sẽ hát hát lăng này. Sẽ hát vào 3 đêm. Đây xem. Đây từ đây nha, cái khu vực này thì khu vực hát này thì ngay kề ngay cái bờ biển luôn nha. Đây là các chú như chuẩn bị cái không khí, chuẩn bị đi ngân ông này. Quay lại cho cô chú anh chị các bạn đang xem một chút. Đây cho đang xem không khí nha. Rất là đông các chú đang chuẩn bị ra ngoài biển ngân ông. Khi khu vực này là khu vực để tổ chức đi hát lăng này, còn Lăng Bà là bên trong này. Chúng ta đi vào bên trong nhé. Đây là Lăng Bà Phước Hậu. Thì Lăng Bà Phước Hậu không phải là tổ chức hát thường niên nha. Thì Lăng Bà thì hát thì phụ thuộc rất lớn vào cái kinh phí của bà con. Năm nào mà huy động được kinh phí nhiều thì các chú trong bản lạch sẽ tổ chức hát lăng. Và năm nay thì các cô chú, các chú trong bản lạch của Lăng Bà Phước Hậu đã có được một nguồn kinh phí và năm nay đã tổ chức này. Đấy, cái không khí của các cô chú chuẩn bị đi ngân ông. Quay lại cho cô chú các chị và các bạn. Đây là các chú trước khi mà đi ngân ông ngoài biển vào này. Để quay lại cho cô chú kia bên trong Lăng Bà nhé. Đây là bên trong Lăng Bà này. Đó, đây là bên trong này. Trong Lăng Bà. Lăng Bà Phước Hậu thì nằm ngay tại khu dân cư Phước Hậu luôn. Sao anh? Đây là khu vực ở bên ngoài. Đây, rất là mát. Đây là các cô chú rồi. Cái không khí này cho phép tôi khép lại cái video, quay lại cái không khí chuẩn bị các cô chú trong bản lạch của Lăng Bà Phước Hậu để đi ngân ông ở ngoài biển nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Về cái chương trình tổng thể thì chúng tôi sẽ có một clip để thông báo tới cô chú anh chị và các bạn.